Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng với Huê Viên Pa Hansen sẽ cư đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải AFF Cup 2020. Tuy nhiên, đây vẫn phải mắc những rào cản và quan trọng nhất là sự đồng ý của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF Cup. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã chính thức thông báo ký hợp đồng tiếp theo với nhà tài trợ là Suzuki. qua trong bảng hợp đồng có nêu rõ, với sự sức khúc mạnh mẽ của giải AFF Cup, giải đấu hàng đầu của khu vực Đông Nam Á, thì AFF đã quyết định tài trợ thêm nữa cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Với việc đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan hay một số giải đấu khác, một số đội bóng đang tham dự vòng loại World cấp cử U23 ra đá giải đấu cao nhất của khu vực là một điều hết sức phi lý. Quá đặc biệt, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF sẽ khó lòng và nói được với nhà tài trợ, vì đơn giản họ muốn tạo ra sự kịch tính hơn nữa cho giải đấu này. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì vì các cầu thủ chúng ta phải thi đấu qua cây ải trong suốt 3 tháng, đồng thời với hoàn toàn có thể dùng lịch để đá cho kịp thời gian ở những giải đấu cuối cùng do sự đại dịch Covid-19 hoàn toàn có thể xảy ra và điều này xảy ra giúp cho các cầu thủ trẻ sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn. Khi đó, tại vòng chung kết U23 châu Á đã thể hiện những tiếng linh, những tiếng linh hay là những cầu thủ như Thành Trung hay Hoàng Đức đều đã thể hiện một hình ảnh của một bộ mặt. Những cầu thủ thiếu đi kinh nghiệm thi đấu. Nếu như những cầu thủ U23 được thi đấu nhiều với những người đàn anh ở V-League cũng như là những đội bóng khác ở Đông Nam Á sẽ giúp cho họ chu rèn tốt hơn, lúc đấy mở ra một cánh cửa tươi sáng hơn cho bóng đá Việt Nam.